Chặng đua Azerbaijan Grand Prix vào cuối tuần này sẽ là chặng đầu tiên của mùa giải áp dụng thể thức Sprint Race. Mùa giải 2023 sẽ có tổng cộng 6 chặng đua áp dụng thể thức Sprint Race, bao gồm Azerbaijan Grand Prix, Austria Grand Prix, Belgium Grand Prix, Qatar Grand Prix, US Grand Prix và Brazilian Grand Prix. Sprint Race được áp dụng cho các chặng đua tại Formula One từ mùa giải 2021 và British Grand Prix 2021 là chặng đua đầu tiên áp dụng thể thức này. Và mới đây, Formula One đã chính thức công bố những thay đổi cho thể thức của các tuần đua có Sprint Race ở mùa giải 2023. Theo đó, phiên Free Practice thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày thứ 7, sẽ được thay thế bằng một phiên đua mới, được gọi là Sprint Shootout. Kết quả của Sprint Shootout sẽ xác định thứ tự xuất phát cho phiên Sprint Race. Sprint Shootout là một phiên bản ngắn hơn của phiên Qualifying thông thường, với SQ1 kéo dài 12 phút, SQ2 kéo dài 10 phút và SQ3 kéo dài 8 phút. Kết thúc SQ1 và SQ2, 5 tay đua có thành tích thấp nhất ở mỗi lượt sẽ bị loại, trong khi 10 tay đua lọt vào SQ3 sẽ cạnh tranh cho vị trí xuất phát đầu tiên tại Sprint Race. Ngoài ra, ở các phiên SQ1 và SQ2, các tay đua chỉ được phép sử dụng bộ lốp trung bình, và ở SQ3 là bộ lốp mềm. Các tay đua sẽ phải dành 2 bộ lốp trung bình và 1 bộ lốp mềm mới để sử dụng cho phiên Sprint Shootout. Với sự xuất hiện của Sprint Shootout, phiên Qualify ngày thứ 6 sẽ xác định vị trí xuất phát của các tay đua tại Mid Race, và kết quả của Sprint Race sẽ không còn quyết định vị trí xuất phát của các tay đua nữa. Điểm số của Sprint Race sẽ dành cho 8 tay đua về đích đầu tiên, theo thứ tự giảm dần từ 8 điểm về 1 điểm. Điều này sẽ giúp cho các tay đua có thể bung hết sức tại Sprint Race mà không lo bị ảnh hưởng vị trí tại Main Race. Cùng với đó, Formula One cũng đã thông qua quy trình áp dụng các hình thức phạt tại các tuần đua có sự kiện Sprint Race. Theo đó, những án phạt hạ vị trí trên grid phát sinh ở pre-practice hoặc qualifying sẽ được áp dụng cho Main Race. Những án phạt hạ vị trí trên grid phát sinh ở Sprint Shootout sẽ áp dụng cho Sprint Race, trong khi những án phạt hạ vị trí trên grid phát sinh ở Sprint Race sẽ áp dụng cho Main Race. Chủ tịch kiêm CEO của Formula One, ông Stefano Domenicali, hoan nghênh việc gia tăng từ 3 lên thành 6 chặng Sprint Race trong mùa giải 2023. Chúng tôi đã thấy được những phản ứng tích cực đối với sự kiện Sprint Race trong 2 năm đầu tiên, và chúng tôi rất nóng lòng mang đến nhiều sự kịch tính hơn với 6 chặng đua vào năm nay, bao gồm chặng Sprint Race đầu tiên tại US Grand Prix. Sự ra đời của Sprint Race đã tạo ra một tuần đua bao gồm 3 ngày đua mang tính cạnh tranh cao và mang lại nhiều tính giải trí hơn cho khán giả, cũng như mang lại giá trị cho các bên liên quan, bao gồm các đội đua, các đài truyền hình, đối tác và những địa điểm tổ chức các chặng Sprint Race. Cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn của chặng đua Formula One Azerbaijan Grand Prix 2023 trọn vẹn và độc quyền trên các